anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đậu bắp là một trong những loại thực phẩm quen thuộc mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Dù bạn có thích ăn đậu bắp hay không thì cũng không thể phủ nhận những công dụng của đậu bắp mang lại với cơ thể. Và dưới đây sẽ là những công dụng của đậu bắp cực kỳ tốt với cơ thể mà quý vị nên biết. Những công dụng của đậu bắp với cơ thể. 1. Ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Một người bị thiếu máu có thể nhận được những lợi ích của loại rau này từ nước ép của nó. Nguyên nhân vì đậu bắp rất giàu vitamin K, vitamin B, sắt, kali, kẽm, canxi, mangan và magie giúp tạo ra nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Do đó bổ sung đậu bắp trong các bữa ăn hoặc uống nước đậu bắp sẽ giúp cho cơ thể của bạn sản xuất nhiều tế bào hồng cầu hơn. Điều này có thể giúp bạn điều trị và ngăn ngừa căn bệnh thiếu máu. Hai, chữa ho và viêm họng. Nước ép đậu bắp cũng được sử dụng để điều trị đau họng và ho nặng. Một người bị đau họng và ho có thể thưởng thức nước ép đậu bắp. Đặc tính kháng khuẩn và khử trùng của đậu bắp sẽ rất hữu ích trong trường hợp này. Bạn lấy rễ và lá của cây đậu bắp thái nhỏ, phơi khô, mỗi ngày sắc uống từ 10 đến 16 gram để lấy nước hãm uống thay trà hoặc xúc miệng. 3. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường Đậu bắp chứa các tính chất gần giống như insulin, giúp giảm lượng đường trong máu, có lợi cho việc điều trị tiểu đường. Lưu ý rằng bạn chỉ sử dụng đậu bắp để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tốt hơn. Bạn tuyệt đối không nên từ bỏ liệu trình điều trị do bác sĩ chỉ định để dùng đậu bắp hay bất cứ loại thảo dược nào khác. 4. Cải thiện sinh lý phái mạnh Một nghiên cứu gần đây cho biết rằng đậu bắp có chứa dạng glucid, phức polysaccharides và các thành phần dinh dưỡng hữu ích có thể giúp tăng cường dòng máu chảy vào vùng sinh dục, gây cương cứng. Điều này đã góp phần cải thiện sinh lý phái mạnh. Bạn có thể nhận lấy tác dụng từ đậu bắp trong các bữa ăn hàng ngày bằng cách thay đổi kiểu ăn sống, luộc, nướng hoặc nấu canh sao cho phù hợp khẩu vị. 5. Giảm mức cholesterol. Đậu bắp có chứa rất nhiều chất xơ hòa tan, do đó có thể giúp cơ thể giảm mức cholesterol. Việc tiêu thụ thường xuyên loại nước ép này có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong máu và bảo vệ trái tim của bạn. Ngoài việc thường xuyên ăn đậu bắp thì bạn cũng cần tránh xa các loại thức ăn nhanh và hạn chế dùng chất béo để việc giảm mức cholesterol được hiệu quả hơn. 6. Hỗ trợ cho hệ tiêu hóa. Chất xơ trong đậu bắp có thể giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, cũng giúp giảm táo bón. Đậu bắp hoạt động như một thuốc nhuận tràng tự nhiên, hàm lượng chất xơ trong đậu bắp liên kết với các độc tố và làm giảm nhu động ruột. Lưu ý là bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích và một số bệnh đường ruột khác dễ nhạy cảm với đậu bắp vì có hàm lượng fructan cao, một loại carbon hydrate có thể dẫn đến chuột rút, tiêu chảy và đầy hơi. 7. Cải thiện hệ miễn dịch Hệ thống miễn dịch có khả năng giúp cơ thể chống lại các bệnh khác nhau, chẳng hạn như cảm lạnh, cúm. Khi đó, nếu sử dụng nước ép đậu bắp với lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào sẽ giúp cho bạn khỏe mạnh và đỡ mắc nhiều bệnh. Bạn nên nấu chín đậu bắp ở nhiệt độ thấp hoặc vừa phải nhằm đảm bảo nguồn dinh dưỡng khi sử dụng. 8. Giúp làm đẹp da. Thói quen uống nước đậu bắp thường xuyên cũng giúp cải thiện sức khỏe của da. Các chất chống oxy hóa giúp thanh lọc máu và giảm mụn trứng cá cùng các bệnh ngoài da khác gây ra bởi các tạp chất trong máu. Bạn có thể trở nên xinh đẹp hơn với làn da mịn màng nhờ đậu bắp. Ngoài sử dụng đậu bắp như một món ăn, bạn cũng có thể nghiền nát và đắp mặt nạ đậu bắp khoảng 2 lần mỗi tuần để có một làn da tươi sáng và mịn màng. 9. Giảm triệu chứng hen xuyễn Trong đậu bắp có chứa hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa cao. Loại vitamin này có liên quan đến khả năng giảm bớt các vấn đề về đường hô hấp như hen xuyễn. Do đó khi dùng đậu bắp, bạn sẽ đỡ khó chịu hơn với các triệu chứng hen, đồng thời giảm khả năng bị hen xuyễn. Khi bị hen xuyễn, bạn cần tránh những thức ăn có thể gây dị ứng. Cần ăn thêm hành tây, tỏi, nghệ, ớt và hạn chế muối. Ngoài ra bạn cần giữ tâm hồn thư thái, không căng thẳng quá mức và tập luyện thể dục vừa sức. 10. Hỗ trợ xương chắc khỏe Nhiều nguồn vitamin K và folate dồi dào trong đậu bắp, loại thực phẩm này cũng được coi là cứu tinh trong việc ngăn ngừa mất xương, tăng mật độ xương, giúp xương chắc khỏe hơn và phòng bệnh loãng xương. Tuy nhiên đậu bắp chứa solanin có liên quan với đau khớp, viêm khớp và viêm kéo dài ở một tỷ lệ nhỏ đối với những người nhạy cảm với thành phần này. Do đó, những người mắc bệnh khớp thường phải tránh ăn đậu bắp. Vâng, với những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây, thì chắc hẳn rằng quý vị cũng sẽ biết làm gì với quả đậu bắp rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!